Ôi ôi có là mọi người ơi. Kiếm gì? Ôi trời ơi. Trời ơi quá trời luôn nè mọi người ơi. Sạc nhiều ghê không? Ngon. Bạch cua nè mọi người. Trời ơi. Quá trời cua rồi. Xin chào mọi người nha. Nay mình sẽ tiếp tục đi thăm mấy cái bẫy cá trên ruộng nha mọi người. Đây. Nước hơi cạn mình đập nó hơi ngập chút xíu. Có cá sặc đó mọi người ơi. Thấy hàm chưa? Dở lên thấy nó tung tung là mình thấy mê đó mọi người. Khá là ngon luôn. Có được con cua nó để mình bỏ vô bọc riêng. Để thôi nó cắn mấy cá sặc chết hết. Ngay góc này cái này mình. Ôi ôi có là mọi người ơi. Kiếm gì? Ôi trời ơi. Quá chừng này mọi người ơi. Một ổ luôn. Quá ngon rồi. Quá đã ha. Cái nào cũng như cái này rồi. Ngon lành luôn á. Đây nè. Quá ấm. Rồi để mình đổ vô. Cái này vô năng sạch nồi trơn của mình luôn nè mọi người. Hết luôn, cái vừa hết trơn luôn. Này mình thấy thêm màu vô rồi đó. Rồi cái sạch nào nấy nó to to nó ngon. Đặt bên góc bên đó bên cái này nha. Đặt cái góc này nè. Chưa gì thấy con cua lú lên này. Trời ơi cua không à mọi người. Chỗ nào mà cua nhiều hơn cá thì đó nó vô chiều. Cua vô rồi là cá nó ít vô lắm. Ngon chưa? Rồi mình đổ cái này. Tiếp tục để mà thăm mấy cái còn lại nha mọi người. Nhặt ngay góc đó một cái nè mọi người. Ra được mới nè mọi người. Cái sạch không?
Cá thì cua không, cái cá sặc không. Đây. Ngon hết mọi người. Cái nào cá sặc nhiều thì cái đó cua ít à. Cái nào mọi người cá sặc nè. Chất lượng ra ha. Mấy cái màu dừa này nó còn nhiều nên mình không có thay cái nào hết, mình mới thay. Ngon quá. Quá tươi. Còn cái mình đặt theo dọc theo cái ao nè mọi người. Bữa mình thăm buổi tối nó cũng dính cũng nhiều quá. Nay mình tranh thủ mình đi buổi sáng. Trời ơi, quá trời luôn nè mọi người. Cái này cũng có cái sặc nhiều lắm nè mọi người. Đói là nó vô hết trơn à. Rất là tươi hả mọi người. Thành quả mình đi thăm lợp buổi sáng nè mọi người. Đó là cá sặc rất là tươi luôn nha. Mình đổ ra. Đây nè mọi người, thành quả buổi sáng của mình nè. Một cái sặc nhiều ghê không? Ngon. Nhìn rất là tươi ngon luôn nha mọi người. Quá trời cá sặc luôn. Còn thêm một bịch cua nữa nè. Cua mình để riêng nè. Mình có ký cua đó. Đây là mọi người. Cua cũng rất là nhiều luôn nha. Trời ơi, quá trời cua rồi. Thấy chưa? Một đống cua luôn. Dạ. Dính này. Chơi gì kẹp nữa bạn. Cá sặc cũng trúng mà cua bên này cũng trúng luôn nha. Ngon ghê chưa. Đây cá sặc bên đây. Quá ngon ha. Được hai thao nè. Thao cua với thao cá sặc. Rồi mình xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ ha. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người trong cái video thăm bẫy tiếp theo nha.